mà em ưng hồng. Em chưa lấy chồng thì về anh trông. Anh chưa có ai, tương lai rộng dài. Nếu em không ngại thì để ngày mai anh qua thưa ba má em cho mình làm quen. Biết đâu sớm mai thức dậy nhìn thấy nhau, cất lên tiếng gọi mình ơi, nghĩ thôi cũng vui. Có em là nhất rồi, thế nên sớm thôi anh sẽ ngỏ lời. Hỡi em đừng nghĩ nhiều, xứng đôi cưới thôi chứ mà để lâu lắng kè rèm pha. Ôi à à à. Hỡi em đừng nghĩ nhiều, xứng đôi cưới thôi chứ mà để lâu sợ ta lỡ mất duyên chung một nhà. Hai bên gia đình, hai bên gia đình cũng rất ân tình, cũng rất ân tình, cho nên đôi mình chẳng thể linh tinh. Em ơi em à, anh nghĩ chúng ta, anh nghĩ chúng ta sẽ để hai nhà bàn chuyện thông ra. Anh qua thưa ba má em cho mình mà em biết đâu sớm mai thức dậy nhìn thấy nhau, cất lên tiếng gọi mình ơi, nghĩ thôi cũng vui. Có em là nhất rồi, thế nên sớm thôi anh sẽ ngỏ lời. Hỡi em đừng nghĩ nhiều, xứng đôi cưới thôi chứ mà để lâu làm kẻ rèm pha.
们在上帝和亲友面前见证，这对男女现在就要结为夫妻，不要忘了这一切是多么的神圣，你愿意生死苦乐永远和他在一起，爱惜他，尊重他，安慰他，保护着他，两人同心建立起美满的家庭，你愿意这样做吗？ Yes I do。 听我说，手牵手一路到尽头，把你一生交给我，昨天已是过去，明天更多回忆，今天你要嫁给我，今天你要嫁给我，今天你要嫁给我，今天你要嫁给我，今天你要嫁给我。Ha ha ha!